Không gian văn hóa tắm onsen Nhật Bản chỉ với 990.000 đồng. Vừa về nhà đã phải làm ngay video này để chia sẻ với mọi người khu nghỉ dưỡng khoáng nóng 5 sao Nhật Bản tại Phú Thọ. Cực kỳ đẹp và phù hợp với nghỉ dưỡng, chỉ cách Hà Nội với 1 giờ 30 phút đi đường. Mình đi tour của du lịch Hương Anh xuất phát từ khá sớm, 6 giờ nên 7 giờ 30 đã có mặt tại Winam Thanh Thủy rồi. Onsen Winam Thanh Thủy 5 sao mới được đưa vào hoạt động vào tháng 4 năm 2023 thôi nên còn khá là mới, mang đậm nét văn hóa Nhật Bản chuyên về khoáng nóng. Chính vì vậy mọi người có gia đình nhiều thế hệ hoặc là người đi làm hãy cân nhắc về địa điểm này để trải nghiệm nhé. Rồi quay về món chính, hoạt động buổi sáng là chụp ảnh và tham quan tại khu nghỉ dưỡng của Winham. Ở đây thì có khá nhiều khu. Đầu tiên là khu cổng chào, chính là cổng Tori, một biểu tượng truyền thống của Nhật Bản, khá cao tầm 5-6 mét và một tượng Dorama mặt thì hơi khó chịu một chút. Khu vực thứ hai đó chính là phố đi bộ. Đây chính là địa điểm thu hút các tín đồ sống ảo nhất, có nhiều background xịn sò Nhật Bản để có một bức hình đẹp. Chạy dọc một dãy phố dài chính là hai bên dãy phố đi bộ, một bên treo đèn lồng, một bên treo ô, rất đa màu sắc. Nếu có cạ đi chụp ảnh thì thật là tuyệt vời. Tại hai dãy này cũng là khu vực mua sắm thuê đồ Nhật Bản kimono, giá trung bình là 75.000 đến 100.000 full phụ kiện. Ở giữa phố đi bộ nối hai dãy đường chính đó là một cái cây cầu màu đỏ được bao kính cẩn thận. Bên hiên của cầu là một hồ cá koi được trang trí nhiều họa tiết sặc sỡ như cờ cá chép Nhật Bản, các tiểu cảnh cây cối. Sang đến khu vực thứ ba chính là onsen Oaiho. Đây chính là cổng chính của khu tắm khoáng. Bên trái sẽ có một background đèn lồng Matsuri, cạnh đó thì cũng có một công trình đang được xây dựng nhìn khá giống chùa rát vàng Kinkaku. Ai có biết ngôi chùa này không? 12 giờ trưa chúng mình ăn trưa tại nhà gần đó. Còn nếu về các vấn đề ăn trong onsen thì mình sẽ để nguyên một clip nói về chủ đề này. 1 giờ 30 chiều mình làm thủ tục check-in tại khu vực onsen Oaiho. Gói tắm thì bao gồm một vòng tay, một set đồ yukata, một khăn tắm. Sau khi thay đồ xong thì mình bước qua tấm màn thì thực sự rùng mình luôn. Khu này quá là rộng và lộng lẫy. Đây chính là khu Event Plaza, một trong ba nhà hàng onsen chuyên về món Nhật. Đây cũng là nơi thường xuyên tổ chức các sự kiện và lễ hội. Ngoài ra thì còn có vài món trò chơi khá thú vị, ném tiêu, rút dây, ném bóng nhận quà. Tất cả trò chơi ở đây đều có phí từ 50.000 đến 100.000. Khu vực đằng sau nữa chính là khu vực tắm và vườn Nhật. Tắm onsen thì mình không được quay, nhưng mà mình xin chia sẻ với mọi người là hiện tại onsen có 4 khu vực chính: cơ sở vật chất hiện đại, khu tắm ngoài trời, tắm onsen theo chủ đề, tắm khoáng thảo dược và cuối cùng là tắm sông hơi. Sau khi tắm xong thì cơ thể của mình rất sảng khoái và không bị say. Ban đầu mình đã nghĩ là thời tiết bên ngoài rất nóng, ngâm mình trong khoáng nóng thì sẽ bị say, nhưng không hề nha. Không khí khá là thoáng và có cả bể hạ nhiệt nữa nên mình đã dành hết thời gian để trải nghiệm 4 khu vực tắm. Clip sau mình sẽ nói về các lưu ý khi đi Winham nếu không muốn bị mất tiền.